Đây là phần tiếp theo của bộ phim cũng là về ma cà rồng nhưng mà ít ngắm cảnh và drama tình cảm hơn nhưng mà thế bất nào chuyện tình cảm vẫn không dị bằng Twilight Underworld Evolution. Thay vì tiếp tục câu chuyện từ lúc Celine và Michael bỏ trốn ở phần 1 thì chúng ta sẽ tua ngược lại thời gian về quá khứ lúc Marcus, Victor và Amelia mới trở thành ma cà rồng, dẫn quân đoàn của mình đến một ngôi làng trên núi tuyết, trên đường thì la liệt xác người, nhưng mà xác vẫn còn ấm, người thì có vài mạng chưa chết hẳn nên là có vẻ cái mà họ săn chưa đi xa đây lắm. Bất thình lình những xác người nằm dưới đất quằn quại rồi sủa tiếng chó khiến đoàn quân phải xử lý dứt điểm trước rồi mới vào sâu trong núi truy tìm thứ kia thứ mà cả ba lãnh chúa ma cà rồng tìm kiếm là một con ma sói rất to cũng là con ma sói thủy tổ và chớ trêu thay lại là em trai sinh đôi của marcus william corvinus sau một hồi vất vả thì cả đám đã bắt được william bằng những phương pháp mà nhìn tôi cũng thấy ghê người marcus muốn họ dạy cho em mình cách làm người nhưng mà victor từ chối thay vào đó chọn phương pháp giam cầm con ma sói thủy tổ vĩnh viễn trong một pháo đài bí mật thôi flashback thấy đủ rồi trở về thực tại thì sau khi hạ gục victor celine và michael đã trở thành tội đồ của cả ma sói lẫn ma cà rồng trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của cả hai bên nhưng vì trách nhiệm thì cô vẫn phải đưa michael trốn cho một cái safe house xa xa nơi mà đám ma cà rồng dùng làm chỗ nghiên cứu dạng hóa hình của ma sói để michael nghỉ ngơi còn mình thì về cảnh báo marcus về việc craven phản bội vì sợ craven sẽ về giết nốt cả marcus trong khi trưởng lão đang ngủ đông nhưng mà nói thật thì jelin cũng không cần lo tại vì như ở phần 1 thì victor một đấm là chết lão ma sói nghiên cứu và máu của lão này thì đã thấm xuống buồng ngủ đông dưới nền nhà của marcus và chảy vào mồm trưởng lão khiến lão biến đổi cơ thể hóa hình linh hoạt giữa dạng quái thú và dạng người. Trong lúc chờ Craven về thì bố này xử luôn vài người trong gia tộc và khoảnh khắc Craven về đến dinh thự thì cũng là lúc mà nhà sản xuất ngưng trả cát xe cho hắn. Từng thằng trong hội đệ của Craven bị xử đẹp, riêng Craven thì bị lão Marcus hút máu để trích xuất ký ức, giải thích một tí thì đám ma cà rồng ở vũ trụ này chỉ cần uống máu là biết là trong đầu kẻ kia có cái gì. Nên là Craven khai cũng chết mà không khai cũng chết. Ở một diễn biến khác thì một ông già tóc bạc lạ mặt sai quân đến thám hiểm sao huyệt ma sói sau cuộc đụng độ vừa nghiên cứu vừa dọn dẹp hiện trường. Hiện tại thì không biết ông cụ này là ai nhưng mà lút cả xác Victor về ngay khi trưởng lão Macarồng về đến nơi. Ông cụ tự tay vào khám nghiệm tử thi và lôi từ lồng ngực của Victor ra một cái đĩa kim loại trông như cái gạt tàn thuốc, chưa biết để làm cái gì. Nhưng mà trong ông cụ heo thì này chắc không phải để hút thuốc. Trở về dinh thự Macarồng, ngoài ký ức với những chuyện xảy ra thì Marcus còn tách được ra từ trong máu Craven cách sử dụng máy tính và lão dùng máy tính để kiểm tra thì thấy được một căn safe house đột ngột hoạt động. Nhìn là biết Celine đã tới đấy nên là quay ra truy đuổi đôi trai gái. Trong lúc đó thì tại căn safe house Celine đang cố thuyết phục Michael uống máu nhưng mà anh không chịu đòi đến quán ăn đồ ăn như người nhưng mà đang ăn dở thì thấy rối loạn tiêu hóa tại vì mang cà rồng thì không ăn được đồ ăn của con người trên tivi chiếu cảnh Michael bị truy nã nên là anh bị mấy dân quân trong quán đuổi chạy chối chết may là thoát được đúng lúc đấy thì Celine thấy động nên là chạy về kiểm tra đang trên đường chạy thì bốc luôn một con xe của người dân bỏ chạy trong đêm nhưng mà đáng tiếc là xe chưa chạy được bao lâu thì Marcus trong dạng quái vật lù lù bay tới Michael hóa hình để đánh nhau với Marcus nhưng mà xe thì làm sao đánh nhau được máy bay thế là cả hai bị quất cho tí chết khổ sở lắm mới cắt đuôi

và như dân IT sống trong nhà suốt 2 triệu năm thì Celine bị cớm nắng, chiếu tí vào da đã bắt đầu cháy luôn khiến Michael phải che cho cô rồi lái xe trốn vào một nhà kho gần đó. Anh cẩn thận chùm chân cho Celine rồi hắt sơn lên cửa kính nhà kho để cô có thể đi ra ngoài. Michael định mang bông băng tìm thấy trong kho và sơ cứu cho Celine nhưng mà anh về đến nơi thì vết thương đã lành rồi. Michael sờ mặt Celine để kiểm tra xong hai người lại từ từ sờ dần xuống dưới và thế là bùm. Đoạn này các bạn xem phim cho nó hay. Không video lại bị tắt kiếm tiền. Sau khi Michael tỉnh dậy và đi ra ngoài thì Celine ngồi đó mân mê mặt dây chuyền mà cô lút được của Lưu Xuyên từ phần 1 thì phát hiện ra là nó có một cái cơ chế đặc biệt trông như là để lắp ghép vào một cái gì đó to hơn. Celine bắt đầu hồi tưởng về thời thơ ấu Về những thứ tưởng như thời gian đã làm cô quên về cha, về một bức tranh phấn vẽ trên tường trong một pháo đài xa xôi nào đó. Trở về thực tại thì Celine nghĩ là nên lần theo đầu mối này nên là rủ Michael lút thêm một con xe khác đi đến chỗ của một nhà chép sử mang cả rồng là Tanis kẻ từng bị Victor bịt mồm vì dám ghi chép và lan truyền những thứ mà lão không muốn ai biết tại sao Selin lại biết nhà chép sử ở đâu tại vì chính cô là người đã đưa cái bố này đi đầy họ lái xe đến một nơi trông như cái tu viện nhưng mà vừa vào thì đã dính bẫy xong rồi là có mấy con ma sói được Tanis xích đấy giữ nhà, xong cả hai ma cà rồng ngọt nước của Tanis, wow nhưng mà tất cả đấy không vượt qua được nhân vật chính. họ vào chỗ Tanis hỏi thăm thì thấy bố này sống như vua trong chỗ lẽ ra phải là nhà tù và thế là họ biết được rằng chính bố này là kẻ đã tuần cách làm vũ khí chống ma cà rồng cho Lucian và mấy con ma sói ngoài cửa là quá cảm ơn. bị đe dọa hai đông thít một thì Tanis xuống nước và mở quyển sách sử cấm của mình ra và giờ thì tất cả chúng ta mới biết là Victor xạo chó hết, Marcus mới là thủy tổ ma cà rồng và cũng là con trai của người bất tử đầu tiên Alexander Corvinus, tổ tiên trực hệ của Michael. Đúng như câu chuyện lão thử máu kể ở phần 1 thì Marcus bị rơi cắn và hóa thành ma cà rồng, còn em trai sinh đôi William của lão thì bị sói cắn, hóa chó thành ma sói. William thì không kiểm soát được bản thân, đi cắn tùm lum tất cả mọi người. Ma sói thế hệ 2 sau William thì đều vô cùng hoang dại và không thể biến trở thành người được nên là William vô cùng nguy hiểm Marcus muốn ngăn em chạy lại cũng không được Thế nên là trong lúc khó khăn nhất Thì Marcus đành tìm đến chỗ Victor Một lãnh chúa sắp chết trong vùng Và hứa ban cho lão sự bất tử Đổi lấy việc lão phải giúp mình cứu em Sau khi Victor và quân đoàn của lão hóa mang cả rồng Thì họ bắt được William thật Nhưng mà Marcus thì muốn cứu em Còn Victor thì sợ giết William Thì tất cả ma sói sẽ chết theo Lão không thể biến chúng thành nô lệ nữa Và để làm phim căng hơn Thì Tanis đã lộ ra chính ra ruột của Celine Là người đã xây dựng pháo đài giam giữ William Cái bắt dây chuyền là một trong hai mảnh của chiếc chìa khóa mở căn phòng bí mật nhốt William bên trong, hóa ra là cái việc Victor giết cả nhà Selin là không chỉ vì lão đói và sang mồm không ăn được gì ngoài máu người mà là con để giết người giết khẩu. Selin được sống vì đơn giản là cô trông giống con gái Victor và cũng vì cô là người duy nhất còn sống đã từng đến pháo đài, lưu ký ức vào trong máu nên là giờ ai uống máu của cô sẽ tự động biết đường tìm đến đó. Selin nhờ Tanis giúp đỡ rồi bỏ đi, nhưng mà hai người chưa chạy được đâu xa thì Marcus đã tìm đến chỗ Tanis, hút khô tên sử gia và biết được Tanis đã chỉ hai người đến gặp Lawrence Macaro ở một bến cảng xa xa đến nơi thì Celine và Michael nhận ra Lawrence Macaro chính là ông già dâu bạc đầu phim và cũng đồng thời là Alexander Kovinus sống từ thế kỷ mười mấy đến tận bây giờ Ông này dùng cả gia tài và cuộc sống bất tử của mình tạo ra một tổ chức dọn dẹp hết các dấu vết của cuộc chiến giữa ma cà rồng và ma sói, tránh để dân thường biết được. Tận tụy thế thôi nhưng mà có một điều ông không thể làm là huy động quân đi giết hai thằng con mình, tại vì dù gì cũng là máu thịt. Đang kể chuyện mùi mẫn các thứ thì Marcus hình linh xuất hiện và quất lính của ông già ra bã, Michael đối đầu với Marcus. Cả hai đều là thể lai của ma cà rồng với ma sói nên là dù ngang tầm sức mạnh nhưng mà lợi thế cũng như là kinh nghiệm chiến đấu của Marcus là quá lớn. Bán hành ngập mồm Michael, xin anh như mấy bà bán thịt nướng, Celine chạy xuống ứng cứu bắn một tỷ viên đạn nhưng mà cũng chỉ gãy ngứa cho marcus lão tấn công selin cắn cổ cô thì biết được mảnh còn lại của chiếc chìa khóa đang nằm trong tay của alexander hút thêm một tí máu thì lốt được thêm địa chỉ nhốt william thế là hắn giật luôn mặt dây chuyền của selin rồi bay lên đi tìm cha suốt mấy trăm năm nay marcus vẫn trách cứ cha đây vì không chịu giúp hai anh em để william bị giam trong cô độc trong khi ông có thể cùng hai thằng con thống trị thế giới như những người bất tử đối mặt với những chất vấn từ con trai alexander chỉ biết thở dài ông không coi mình là tương lai của nhân loại mà chỉ đơn giản là một dị điểm vô tình tồn tại hai thằng con ông cũng thế thế giới phải thuộc về loài người. Marcus nghe xong thì cay mấy trăm năm lại thêm cay. xiên cho cha một kiếm, nói rằng sau khi William trở lại thì hai anh em sẽ trở thành chúa mới của thế giới và chúa thì không có cha. rồi bay đi cứu em. Marcus nằm trên nền nhà máu chảy như vòi cứu hỏa. anh em trong tổ chức thì muốn cứu ông cụ nhưng mà ông gạt đi chấp nhận cái chết để bóng tối đến bắt ông đi. cơ mà trước khi chết thì ông gọi cho Celine người đang cố hô hấp nhân tạo cho Michael lên và bảo cô là phải uống máu của mình để di sản của ông không tan biến vào hư không. Celine uống máu Alexander và được bút sức mạnh từ thủy tổ người bất tử. Và giờ có thể cân kèo chấp bất cứ thằng nào trên thế giới alexander bỏ anh em đưa celine đi truy đuổi marcus rồi ở nhà tự bật bom lên đồng quy vụ tận với con tàu của mình xóa những dấu vết cuối cùng của alexander corvinus khỏi trái đất trở lại với celine thì cô và người lính thân cận nhất của alexander dùng trực thăng bay theo trí nhớ của celine về pháo đài giam cầm william giờ thì chỉ còn là một tòa thành đổ nát họ vào qua đường sông thì phát hiện ra marcus đã thả william ra trước tổ đội của celine thì chống trả rất căng nhưng mà đen cá lại quên không mang đạn bạc chỉ có đạn uv khử ma cá rồng nên là bị william bán hành ngập mồm trở thành bình vôi cho celine thể hiện nhờ uống máu người bất tử đầu tiên mà Selin giờ đánh ngang kéo với Marcus. Michael thì tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài từ túc mà bị Marcus cho thành thịt xiên lao xuống ứng chiến với William giúp anh em nhưng mà quên mất là William không giết ai mà biến hết cả lũ thành ma sói và như đã nói ở đầu phim thì đây là loại ma sói cuồng loạn nhất không còn một chút lý trí trên không trực thăng bắn hiểm trợ cho Selin là Marcus nổi giận tiện có sợi dây anh em tổ đội đu xuống ngay đấy cầm dây giật 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 khiến máy bay rơi xuống lâu đài michael giải quyết đám ma sói mới sinh rồi đấu tay đôi với william bằng sức mạnh vượt trội và tư duy chiến thuật vì không cuồng loạn dễ dàng tiêu diệt william bằng cách là kéo đầu con ma sói đứt lìa marcus thấy em chết thì cay lắm đánh đấm dữ hơn trước nhưng mà cuối cùng vẫn bị celine áp chế đẩy vào cánh quạt của chiếc trực thăng mà lão giật xuống bị phay tan nát và cuộc chiến đi đến hồi kết cùng lúc đấy thì bình minh lên và celine đột ngột nhận ra là nhờ hấp thụ sức mạnh của alexander nên cô đã hoàn toàn miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời có thể đi lại ngoài nắng như bình thường và sẽ cùng Michael lại đen vô hóa đi trốn cùng nhau nhưng mà hành trình của họ vẫn còn rất dài phía trước và tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại.